Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa có công văn số 737 ngày 7 tháng 4 năm 2020 về việc tăng cường kiểm tra xử lý các trường hợp khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh. Công văn nêu rõ, hiện nay trong khi cả hệ thống chính trị đang tập trung cao độ công tác phòng chống dịch COVID-19, thì một số đối tượng đã lợi dụng để khai thác cát trái phép trên sông tại một số địa phương. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời chủ động nắm chắc tình hình, siết chặt kỷ cương kỷ luật và chấn chỉnh kịp thời công tác quản lý nhà nước về khoáng sản ủy ban nhân dân tỉnh giao công an tỉnh chủ trì phối hợp với sở tài nguyên và môi trường và ủy ban nhân dân các huyện văn giang quái châu kim động tiên lữ phủ cử và thành phố hưng yên thường xuyên tăng cường trinh sách kiểm tra kiểm soát và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi khai thác cát trái phép trên sông hồng sông luộc và không để xảy ra tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh kết quả kiểm tra xử lý